Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Sức khỏe Online. Sức khỏe Online hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại cây thuốc nam khác, một loại dược liệu quý hiếm trong y học cổ truyền dân tộc Việt Nam. Đó là cây bối mẫu. Vậy tác dụng dược lý, tác dụng chữa bệnh của cây bối mẫu như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng Sức khỏe Online tìm hiểu. Tên Hán Việt khác của bối mẫu: Càng mẫu, Khổ Thái, Khổ Hoa, Không Thảo, Biệt Lục, Manh, Nhĩ Nhã, Manh Dương Thật, Bản Thảo Cương Mục, Biên Lập Bách Hợp, Nhật Bản, Manh, Thương Thảo, Không Thái, Càng Mẫu, Sách Mẫu, Thương Sách Mẫu, Mẫu Long Tinh, Ngõa Lung Bang, Du Đông Sách Mẫu. Bối mẫu gồm hai loại, 60 cm. Lá gồm 3-6 lá mọc vòng, đầu lá cuộn lại. Hoa hình chuông chúc xuống đất, dài 3,5-5 cm, ngoài màu vàng lục nhạt. Có ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, vì vậy gọi là xuyên bối mẫu. 2. Triết bối mẫu, Fritilla verticilla YVA Thunberg Baker. Cây này khác xuyên bối mẫu ở chỗ lá hẹp hơn, 3-4 lá mọc vòng và dài 2-3 cm. Cây này có ở Triết Giang nên gọi là triết bối mẫu hoặc thượng bối mẫu. Đơn thuốc kinh nghiệm, trị thương hàn chứng dương minh kinh, bối mẫu, tri mẫu, tiền hộ, cát căn, mạch đông, cam thảo, trị sốt có đàm, bối mẫu, quất bì, tiền hộ, thạch cao, tri mẫu, mạch môn đông, trị ho do phế nhiễm trong ngực nóng nảy bực tức, dùng bối mẫu, thiên môn, mạch môn, tan bạch bì, tờ giác bà diệp, bách bộ, cát cánh, cam thảo, trị các loại nhiệt độc. Đinh nhọt, ung thư, bối mẫu, cam cúc, sống, tử hoa địa đinh, kim ngân hoa, bạch cẩm, bạch liễu, thử niêm tử, cam thảo, hạ khô thảo, trị phong trúc co giật, bối mẫu, thử niêm tử, huyền sâm, hoa lâu căng, bạch cương tạm, cam thảo, cát cánh, trị các loại lao, lao vú, lao hạch dùng bối mẫu, quất kim, quất diệp, liên kiều, hoa lâu căng, thử niêm tử, hạ khô thảo, sơn từ cô, sơn đậu căng, huyền sâm. Trị nôn ra mũ máu do phế nhiệt, bối mẫu, bách bộ, bách hợp, dĩ nhân, mạch môn, tô tử, quất kim, đồng tiện, trúc nhự, ngư tinh thảo, trị phiền quất không thư thái, làm khoan khoái dễ chịu trong ngực, bối mẫu bỏ lõi, sao với nước gừng, tán bột, trộn với nước gừng làm thành viên. Mỗi lần uống 70 viên, hóa đạm giáng khí, cầm ho giải quất, tiêu thực trừ nê, ruột căng sình, dùng bối mẫu, bỏ tim, 40g, hậu phát, chế gừng, 20g, tán bột. Trị ho gà, trẻ nhỏ có đạm nhớt, bối mẫu 20g, cam thảo sống 4g, chích thảo 4g. Tán bột, sao với đường làm viên to bằng hạt súng. Mỗi lần uống một viên với nước cơm, trị đàn bà có thai, ho, bối mẫu, bỏ tim, miếng sao vàng, tán bột, sao với đường các hồ làm viên to bằng hạt súng. Mỗi lần ngậm nuốt một viên, trị có thai mà tiểu khó, bối mẫu, khổ sâm, đương quy đều 160g, tán bột, làm viên với mật to bằng hạt đậu lớn. Mỗi lần uống 3-10 viên. Trị nước mắt sống chảy làm mắt lem nhem, bối mẫu một củ, hồ tiêu 7 hạt, tán bột, điểm vào mắt, trị mắt có mộng thịt, bối mẫu, chân đơn hai vị bằng nhau, tán bột. Hàng ngày điểm vào mắt, trị mắt có mộng thịt, bối mẫu, đinh hương, hai vị bằng nhau, tán bột, trộn với sữa điểm vào mắt, trị nôn ra máu không cầm, bối mẫu sao vàng, tán bột. Mỗi lần uống lần 8g với nước tương nóng, có thể trị được chứng chảy máu cam. Trị vú sưng giai đoạn đầu, bối mẫu uống 8g với rượu, bóc sữa ra thì thông, trị dịch hoàng đau nhức do sưng tấy, bối mẫu, bạch dị, hai vị bằng nhau, tán bột. Uống với rượu hoặc sắc với rượu uống, còn bả đắp lên nơi đau, trị bạch điến, tử điến, bối mẫu, nam tinh, hai vị bằng nhau, tán bột, dùng gừng sống dĩa nát lấy nước, trộn với thuốc bột bôi. Có thể dùng bối mẫu, gừng khô hai vị bằng nhau tán bột xông vào phòng kín tắc. Trị vú sưng giai đoạn đầu, bối mẫu uống 8g với rượu, bóc sữa ra thì thông, trị dịch hoàng đau nhức do sưng tấy, bối mẫu, bạch dị, hai vị bằng nhau, tán bột. Uống với rượu hoặc sắc với rượu uống, còn bả đắp lên nơi đau, trị bạch điến, tử điến, bối mẫu, nam tinh, hai vị bằng nhau, tán bột, dùng gừng sống dĩa nát lấy nước, trộn với thuốc bột bôi. Có thể dùng bối mẫu, gừng khô hai vị bằng nhau tán bột xông vào phòng kín tắc. Trị nhện độc cắn, buộc chặt gần chỗ bị cắn, đừng làm cho độc chạy đi, dùng bối mẫu tán bột, uống 20g với rượu, khi say thì thôi, lát sau rượu hóa hơi nước tan ra khỏi nơi bị cắn. Khi nước chảy ra thì lấy bột thuốc cắt vào cho kín miệng.
bài này có thể trị được trắng rít cắn, trị lao hạch, huyền sâm 16g, bối mẫu 12g, mẫu lệ 20g. Tán bột, trộn với mật làm viên. Mỗi lần uống 12g với nước.